Để đo cái với y khoa gối thì mình sẽ đo hai vòng. Vòng thứ nhất là dưới cổ chân Là 20 ạ. 20. Rồi, vòng thứ hai đo bắp thịt ở dưới đầu gối. là cái chỗ lớn nhất phải không em? Dạ, cái phần bắp thịt. Phần Bắp bắp thịt thịt lớn lớn nhất nhất dưới gối. là 33. Rồi, cái dòng 21 cả Là nhà ha. 21 là chỗ này nè. Dạ. Rồi, 33. Là Dạ. xe M nó nằm ở trong các vòng đo như thế này. Dạ. Để tránh tình trạng làm chảy xước cái vớ. Mình đeo cái miếng đường dẫn trước xem. Có cái đường dẫn rất là tiện cả nhà ha. Khi đeo vào nó sẽ không bị dướng các ngón chân. Nếu mà không có cái đường dẫn nó sẽ rất là khó khăn khi mình đeo. Đường dẫn ra. Mình mua với suy giãn tĩnh mạch mình là một bộ ha, hai cái. Rồi, mình đeo bên trái, sau đó mình đeo bên phải. Có một cái vớ đường dẫn rất là dễ nè, trơn để chúng ta có thể đeo và lấy ra dễ dàng. Cái này thì mình đeo là cho cả ngày hay là như thế nào em? Dạ, vớ suy giãn tĩnh mạch là mình nên đeo nguyên một ngày. Mình đi lại vận động rất là thoải mái. Khi ngủ thì mình đeo hay là mình tháo ra? Dạ. Nên lúc mà ngủ á, nên tháo ra để ngủ cho được thoải mái. Cái tuổi thọ này nếu mà mình sử dụng thì khoảng được bao lâu? Dạ, với suy giãn tĩnh mạch là hàng của Úc, thương hiệu Úc, sản phẩm nó rất là tốt, thương độ bền là tới 1 năm. Một bộ như giá sao em? Dạ, một bộ vớ này có giá trên thị trường hiện tại là 400.000. Giá 400.000 cho một đôi luôn ha. Đúng. Rồi, cái tuổi thọ nó thì khoảng được 1 năm, một năm. và mình giặt giũ và phơi, giặt bằng tay và phơi trong mát. Dạ. Rồi, cảm ơn em ha đã chia sẻ thông tin. Đây là vớ suy giãn tĩnh mạch cho gối. Mình còn có một cái vớ suy giãn tĩnh mạch cho đùi và một cái loại ngắn hơn là ở cái cổ chân dưới ha. Còn Sơn vừa chia sẻ cái cách lựa chọn cho cả nhà mình về vớ suy giãn tĩnh mạch gối. Nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể liên lạc với Hoàng Sơn để thêm thông tin chi tiết về cách lựa chọn và các sản phẩm khác. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.